Tự xưng là trợ lý Tổng Bí thư, trợ lý Phó Thủ tướng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Hữu Minh, 54 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khẩn cấp. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc, vị trí công tác khác nhau như trợ lý Tổng Bí thư, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ với mục đích đánh bóng tên tuổi nhằm tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân tổ chức mà Minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.